8, chương 8, tối hôm ấy, gia đình Rostov đi xem hát, bà Maria Dmitrievna đã mua được vé cho họ. Natasha không muốn đi, nhưng không sao khước từ được tấm lòng sốt sắng mà bà Maria Dmitrievna vẫn dành riêng cho nàng. Khi đã trang sức xong xuôi, nàng ra phòng khách đợi cha. Nhìn vào tấm gương lớn, nàng thấy mình xinh, rất xinh, và lại càng thấy buồn hơn nữa. Nhưng nỗi buồn của nàng bây giờ dịu dịu, ngọt ngào và đầy trìu mến. Trời ơi, giá chàng ở đây, thì ta sẽ không như trước nữa. Không có cái vẻ e lệ ngốc nghếch nữa. Ta sẽ khác hẳn, ta sẽ ôm lấy chàng, nép vào người chàng, ta sẽ bắt chàng nhìn ta với đôi mắt tò mò, tìm kiếm, như chàng vẫn thường nhìn, rồi ta sẽ làm cho chàng phải cười như dạo nọ. Đôi mắt của chàng, ta thấy đôi mắt của chàng rõ quá. Natasha nghĩ thầm, ta việc gì phải nghĩ đến cha và em chàng. Ta chỉ yêu một mình chàng. Mỗi mình chàng thôi. Với đôi mắt, với khuôn mặt ấy, với nụ cười rắn giỏi đồng thời lại trẻ con của chàng. Không, tốt hơn là đừng nghĩ đến chàng, đừng nghĩ nữa, quên đi, quên hẳn đi trong thời gian này. Ta không chịu nổi cảnh chờ đợi này. Ta sẽ khóc ngay cho mà xem, và nàng rời khỏi tấm gương. Cố nén cho khỏi khóc òa lên, làm sao Sonia lại có thể yêu Nikolai đằm thắm, thanh thản như vậy, và có thể chờ đợi mãi một cách nhẫn nại như thế. Nàng nghĩ thầm khi trông thấy Sonia bấy giờ cũng đã trang sức xong, bước vào phòng khách tay cầm chiếc quạt. Không, chị ấy khác hẳn, còn ta không thể như thế được. Ngoặc kép, giờ phút này Natasha cảm thấy lòng mình dạt dào một tình cảm bồng bột đến nỗi yêu và biết được mình được yêu đối với nàng vẫn chưa đủ. Bây giờ, ngay bây giờ nàng cần được ôm lấy người yêu, được nói và nghe người yêu nói những lời chan chứa yêu đương tràn ngập lòng nàng. Trong khi nàng ngồi trên chiếc xe ngựa, bên cạnh cha, mắt đăm chiêu tư lự nhìn ánh đèn phố thấp thoáng sau tấm kính mờ hơi băng, nàng cảm thấy yêu say mê và càng thấy buồn, quên hẳn mình đang ngồi với ai và đi đâu. Len vào giữa dãy xe ngựa đang nối đuôi nhau chạy, chiếc xe của gia đình Rostov lăn bánh chậm chậm kêu kinh kít trên tuyết đến đỗ trước nhà hát. Natasha và Sonia vội vàng vén áo xuống xe. Bá thước bước ra, hai bên có hai người hành bộc đỡ, và giữa đám người nam có, nữ có đang đi vào nhà hát, giữa những người bán chương trình, cả ba cùng vào dãy hành lang của hạng Benoa. Qua các cánh cửa hé mở đã nghe thấy tiếng nhạc. Natalie, xem chừng tóc đấy. Sonia nói thầm. Người xếp chỗ kính cẩn và vội vàng len ra trước hai tiểu thư và mở cánh cửa dẫn vào lô. Tiếng nhạc nghe rõ hẳn lên. Dưới ánh đèn các dãy lô sáng rực với những đôi vai và những cánh tay để trần của các mệnh phụ và tiểu thư, và ở tầng dưới ồn ào, những bộ quân phục lộng lẫy sáng lên lấp lánh. Một thiếu phụ bấy giờ đang bước vào chiếc lô bên cạnh liếc nhìn Natasha với đôi mắt ganh tị đặc biệt của phụ nữ. Màn chưa mở và dàn nhạc đang cử khúc nhạc mở đầu. Natasha sửa lại tà áo cùng vào với Sonia và ngồi xuống, đưa mắt nhìn qua các dãy lô sáng trưng ở trước mặt. Cái cảm giác là hàng trăm con mắt đang nhìn vào cổ và đôi vai để trần của mình. Một cảm giác mà đã lâu nàng không thể nghiệm đột nhiên tràn vào lòng nàng, khiến nàng vừa thấy dễ chịu vừa khó chịu, và gợi lên cả một loạt những kỷ niệm ước muốn và cảm xúc gắn liền với nó. Hai cô thiếu nữ xinh đẹp là Natasha và Sonia, cùng với bá tước Ilya Andreyevich đã từ lâu không thấy ở Moscow khiến cho mọi người chú ý. Ngoài ra, mọi người đều biết mang máng cuộc đính hôn giữa Natasha với công tước Andrei. Họ đều biết rằng từ dạo đó gia đình Rostov ở thôn quê nên tò mò nhìn cô vị hôn thê của một trong những chàng rể tôn quý nhất của nước Nga. Ở thôn quê Natasha xinh đẹp ra nhiều lắm, ai cũng nói với nàng như vậy, và tối hôm nay, nàng đang xúc động nên lại càng xinh đẹp hơn. Nàng khiến cho mọi người phải chú ý vì sắc đẹp của nàng đầy sức sống, lại phối hợp với một vẻ thản nhiên đối với tất cả mọi người mọi vật xung quanh. Đôi mắt đen láy của nàng nhìn vào đám đông. Không có ý tìm ai cả, và cánh tay mảnh rẻ để trần đến phía trên khuỷu tay tựa vào lan can bọc nhung và bàn tay nàng bất giác khẽ nhịp điệu nhạc tự khúc làm nhào mơ chương trình. Xem kia Alinien đấy. Sonia nói, hình như cùng đi với bà mẹ thì phải. Trời ơi, cái ông Mikhail Kirillit lại còn béo thêm lên nữa. Lão bá tước nói. Xem kia, bà Anna Mikhailova nhà ta đội chiếc mũ hay quá. Gia đình Karagina kia kìa, Julie và Boris cũng đi với bà ấy đấy.
có thể thấy ngay họ là cô dâu chú rể chả sai tí nào. Rapkov vừa ngỏ lời cầu hôn xong. Hôm nay tôi vừa nghe nói đấy mà. Xin vừa nói vừa bước vào lô của gia đình Rostov. Natasha đưa mắt về phía cha nàng đang nhìn, và trông thấy Julie, đeo chuỗi ngọc trai trên cái cổ béo và đỏ. Natasha biết rằng cái cổ ấy chát phấn rất dày. Đang ngồi bên mẹ, vẻ rất thỏa mãn. Ở phía sau họ có thể trông thấy mái đầu đẹp đẽ trải mượt của Boris, bấy giờ đang mỉm cười ghé tai sát môi Julie. Chàng liếc mắt nhìn trộm sang phía gia đình Rostov và mỉm cười nói một câu gì với cô vợ chưa cưới. Họ đang nói gì về mình đây, về chuyện mình với cậu ta đấy? Natasha nghĩ thầm, và chắc là cậu ta đang nói cho người vợ chưa cưới yên tâm, đừng ghen với mình nữa thật phí công. Giá họ biết được là đối với họ mình dửng dưng đến chừng nào. Ngoặc kép, ở phía sau, có thể trông thấy bà Anna Mikhailova đầu đội mũ vải xanh, vẫn với vẻ mặt phục tùng ý Chúa nhưng vui sướng, tưng bừng như ngày hội. Trong lô của họ có cái không khí đặc biệt của một gia đình mới làm lễ đính hôn mà Natasha đã từng quen thuộc và yêu thích. Nàng quay mặt đi, và đột nhiên tất cả những nỗi tủi nhục trong cuộc đi thăm sáng nay lại hiện lên trong trí nhớ của nàng. Ông ấy không có quyền gì không chịu nhận ta vào gia đình. Ôi, thôi tốt hơn là đừng nghĩ đến việc ấy nữa, đợi chàng về hãng hay. Nàng tự nhủ và bắt đầu đưa mắt nhìn qua các khuôn mặt quen và lạ ở tầng dưới. Ở giữa tầng dưới, ngay chính ở giữa, Dolokhov đang đứng tựa lưng vào dãy jumper, mình mặc y phụ ba tư, cái bờm tóc quăn rậm rạp trải ngược lên rất cao. Chàng đứng ở chỗ cả nhà hát có thể trông thấy và biết rằng mọi người đang chú ý đến mình, nhưng dáng điệu của chàng vẫn tự nhiên thoải mái như đang ở trong phòng riêng vậy. Quanh chàng quây quần đám thanh niên hào hoa bậc nhất ở Moscow, và Dolokhov có lẽ là đầu têu trong đám này. Bá tước Ilya Andreyevich cười khà khà lấy khuỷu tay khẽ huých cô cháu Sonia và chỉ về phía người ngày xưa đã từng đeo đảng cô, làm cho cô đỏ mặt tía tai lên. Nhận ra chưa? Ông hỏi anh chàng ở đâu về thế? Ông quay sang phía xin hỏi, nghe nói bạt tăm đi đâu một dạo kia mà. Bạt tăm một dạo thật, xin đáp, đi lên Kapka, xong bỏ trốn và nghe nói sang làm thượng thư cho một quốc vương nào bên Ba Tư ấy. Ở đấy hắn ta đã giết chết em trai của ông xa. Bây giờ thôi thì các cô tiểu thư Moscow đều say mê hắn ta như điếu đổ. Chàng Dolokhov người Ba Tư, thế là xong cả. Bây giờ ở đây chẳng ai nói câu gì mà lại không nhắc đến Dolokhov, họ lấy tên anh ta ra thề thốt, họ mời nhau thưởng thức món cá quả, xin nói. Dolokhov với Anton Kuragin, hai anh chàng đã làm các cô nhà ta phát điên phát cuồng lên cả rồi đấy. Ở lô bên cạnh có một thiếu phụ cao lớn và xinh đẹp vừa bước vào tóc tết thành một chiếc bướm rất to, cổ và hai vai trắng nõn, đầy đặn, để hở rất rộng, trên cổ có một chuỗi ngọc trai lớn quấn hai vòng. Thiếu phụ sửa soạn ngồi xuống rất lâu làm chiếc áo dài bằng lụa dày kêu sột soạt. Natasha bất giác nhìn cái cổ đôi vai, chuỗi ngọc bộ lóc và thán phục vẻ đẹp của đôi vai và các tư trang. Khi Natasha nhìn sang lần thứ hai, thiếu phụ quay lại, và bắt gặp. Mắt của bá tước Ilya Andreyevich liền mỉm cười gật đầu chào bá tước. Đó là bá tước phu nhân Bezukhov, vợ của Piotr. Ilya Andreyevich vốn quen hết thảy mọi người trong giới xã giao. Ông nghiêng mình sang nói chuyện với bá tước phu nhân. Phu nhân đến đây đã lâu chưa ạ? Vâng, tôi sẽ xin đến hôn tay phu nhân. Tôi lên đây có việc và có đem hai cháu gái lên. Nghe nói có Semyonova đóng không ai sánh kịp. Bá tước Piotr Kirillovich có ghé chơi nhà chúng tôi. Bá tước có đây chứ? Có, nhà tôi có định đến, Ellen nói và chăm chú nhìn Natasha. Bá tước Ilya Andreyevich lại ngồi vào chỗ. Đẹp đấy chứ, ông nói thầm với Natasha. Tuyệt, Natasha nói thật có thể mê ngay được. Vừa lúc ấy vang lên những hợp âm cuối cùng của khúc nhạc mở đầu và nghe có tiếng đũa chỉ huy của nhạc trưởng gõ canh cách trên giá nhạc. Ở tầng dưới những người đàn ông đến muộn vội vã ngồi vào chỗ và bức màn trên sân khấu vén lên.